Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Mẹ Thanh Thảo phơi bày quá khứ mặn nồng giữa cô và Đức Trí. Bất ngờ nhất là tình yêu với Quang Dũng. Chương trình 60 phút rực rỡ tháng 7 với sự xuất hiện của nhân vật chính là nữ ca sĩ Thanh Thảo không chỉ tái hiện hình tượng búp bê gắn liền với tên tuổi của mình suốt hơn 20 năm sự nghiệp, mà sự góp mặt đặc biệt của mẹ và chồng con Thanh Thảo sẽ đem đến nhiều bất ngờ khi họ nói về đường tình đầy sóng gió của ca sĩ búp bê con trai. Đằng sau sự nghiệp thành công rực rỡ của Thanh Thảo là sự đồng hành của những người bạn luôn hỗ trợ hết mình, là tình yêu thương không thể đong đếm được của những người thân trong gia đình. Vì vậy, xuất hiện tại chương trình 60 phút rực rỡ để cùng Thanh Thảo nhìn lại chặng đường đã qua, không thể thiếu mẹ của cô. Bà kể từ ngày bé, Thanh Thảo đã rất đam mê ca hát. Nếu như người khác chỉ mong con mình được nổi tiếng, thì bà lại mong cho bầu show đừng mời con gái mình đi hát. Bà nói, đến năm lớp 9, Thảo đam mê quá khiến tôi hơi lo. Thậm chí tôi còn đến nhà ông bầu Duy Ngọc để năn nỉ đừng mời Thảo nhiều. Câu nói vừa chân thành vừa chất chứa sự lo lắng cho đứa con gái đang ở tuổi ăn học của bà khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ. Bà cũng nói rõ đó là vì muốn Thanh Thảo phải học xong đại học, rồi đi hát hay làm gì thì làm, bà đều đồng ý. Không chỉ âm thầm ủng hộ sự nghiệp ca hát của Thanh Thảo, mà mẹ cô cũng là người luôn đứng sau, dõi theo chuyện tình cảm của con gái mình. Nói về mối tình đầu của Thanh Thảo và nhạc sĩ Đức Trí, bà cho biết gia đình bà và gia đình nhạc sĩ Đức Trí cũng hay đến nhà chơi và nói chuyện. Bà không ngại thể hiện sự quý mến đối với người nhạc sĩ tài hoa này, khi cho biết thời ấy Đức Trí rất quan tâm con gái mình và cũng là người dìu dắt Thanh Thảo trên những chặng đường đầu tiên trong nghệ thuật. Nói về mối tình tốn không ít giấy mực của Thanh Thảo và Quang Dũng, bà cũng khẳng định họ giống một đôi bạn thân. Mẹ Thanh Thảo cũng đặc biệt dành nhiều lời khen có cánh cho cậu con rể. Tôm là một doanh nhân rất tài giỏi, ít nói và rất thương vợ, thương con. Bà cũng kể khi ở nhà, Tôm thường dành hết việc chăm sóc con gái nhỏ. Chỉ khi nào đi công việc với vợ thì Tôm mới để cho bà ngoại trông nom. Không chỉ yêu thương vợ con hết mực, chồng Thanh Thảo còn là người đồng hành cùng cô trong nhiều buổi biểu diễn. Dù không rành nói tiếng Việt, nhưng anh vẫn cẩn thận chia sẻ mình hoàn toàn ủng hộ Thanh Thảo đi hát ngay sau khi sinh em bé. Vì giống như anh cũng cần một người ủng hộ công việc mà mình đam mê. Chồng Việt Kiều chia sẻ về lần đầu tiên gặp Thanh Thảo trong một quán ăn Nhật. Cả hai đi cùng hai nhóm bạn của mình. Sau bữa ăn, bạn của Thanh Thảo có gửi cho anh một tấm hình của Thanh Thảo. Anh bèn gửi tấm ảnh của Thanh Thảo cho nhân viên của anh ở Việt Nam và nói đây là bạn gái của anh. Mọi người đều rất bất ngờ vì bảo anh suy nghĩ kỹ vì Thanh Thảo là một ca sĩ nổi tiếng và cũng có rất nhiều scandal. Liệu rằng có phù hợp với anh không? Tôm lúc ấy đã nói với họ, không sao, anh sẽ biến cô ấy thành bạn gái của anh. Và thật, không chỉ biến cô ca sĩ nổi tiếng Việt Nam thành bạn gái, mà Thanh Thảo còn sinh cho anh một thiên thần nhỏ dễ thương. Chia sẻ thêm về việc hai vợ chồng có dự định sinh thêm em bé không, chồng đại gia của Thanh Thảo không ngại cho biết, với bản thân anh như hiện tại là đã đủ. Nói về thị phi trong quá khứ của Thanh Thảo, chồng đại gia cũng thẳng thắn chia sẻ, Thanh Thảo là một người nổi tiếng nên điều đó hết sức bình thường. Anh cũng cho biết những chuyện đã qua hay những thứ mà người ta đồn thổi anh không quan tâm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.